Cảm ơn tất cả quý vị vẫn giữ làn sóng trong bản tin địa phương ngày hôm nay Và ngay sau đây sẽ là những bản tin đến từ Denver Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ Bởi công ty xuất nhập cảng Tenley Yến Số điện thoại 714-418-9788 Hoặc vào trang mạng tiệm yến.com Với các sản phẩm đông trùng hạ thảo nhụy hoa nghệ Tây Saffron Mở đầu cho bản tin đến từ Denver cho biết là thời tiết băng giá tại Colorado. Hàng loạt không khí lạnh ở Bắc Cực xuất hiện, mang theo băng giá và mưa tuyết đến tiểu bang Colorado vào cuối tuần này. Nhà khí tượng quốc gia dự báo, thời tiết tại khu đô thị Denver sẽ gần bằng hoặc thấp hơn mức nhiệt độ có thể đóng băng. Trong vài ngày sắp đến, Nhiệt độ thấp nhất qua đêm xuống dưới 0 độ C và thời tiết băng giá đầu tiên sẽ xuất hiện vào nửa đêm vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 1, khiến cho nhiệt độ xuống thấp, có thể có tuyết rơi. Và tối mai thứ Bảy thì ngày 28 tháng 1 thì khí hậu băng giá và tuyết rơi nhiều hơn. Không khí từ bắc cực sẽ thổi về phía đông bắc Colorado vào tối Chủ nhật ngày 29 tháng 1. Nhiệt độ lạnh hơn nhiều và có tuyết, có Nhiệt độ lạnh hơn nhiều và tuyết có thể rơi trong nhiều tuần tới trời ban giá xuống dưới 0 độ vào đêm chủ nhật 29 tháng 1 và thứ hai ngày 30 tháng 1. Gió lạnh xuống đến 20 độ dưới 0 độ C. Nhà khí tượng quốc gia khuyến cáo dân chúng không nên ra ngoài trời kể từ tối thứ bảy cho đến tối chủ nhật. Nhiệt độ tại Denver được dự báo như sau: Thứ sáu ngày 27 tháng 1, 44 độ; Thứ bảy ngày 28 tháng 1, 33 độ; Chủ nhật 29 tháng 1, 17 độ; Thứ hai 30 tháng 1, 5 độ thứ ba 31 tây tháng 1 19 độ và thứ tư 1 tây tháng 2 31 độ. Quay sang một thông tin khác cho biết là khách sạn mới tại Đại học Colorado ở Boulder. Lễ đồng thổ khởi công xây dựng khách sạn mới có 250 phòng vừa được cử hành tại Đại học Colorado ở thành phố Boulder. Trung tâm hội nghị khách sạn Limelight nằm ở giữa Đại học Colorado và Trung tâm Thương mại Burr Street tại ngã tư đường Broadway và trường đại học. Dự án chung giữa Đại học Colorado và công ty Aspen Property cho thấy khách sạn sẽ có một nhà hàng ở tầng trệt, quảng trường ở ngoài trời, trung tâm hội nghị với phòng khiêu vũ rộng 15.000 feet vuông, phòng hội nghị rộng 10.000 feet vuông. Khách sạn Limelight Hotel Brawler dự kiến sẽ khai trương vào mùa hè năm 2025. Thông báo của Đại học Colorado, thông báo của Đại học Colorado ghi rằng, Khách sạn và trung tâm hội nghị sẽ là một phần trong tiến trình liên tục tìm cách phục hồi khu thương mại University Hill của thành phố Berlin. Viện trưởng Philip Disfano cho biết, trường đại học vui mừng khi việc xây dựng được thực hiện sau thời gian dài chờ đợi. Khách sạn mới sẽ làm nổi bật nền thương mại trong cộng đồng Berlin. Ông Alinoi Vasando, là giám đốc điều hành Esper Hospitality nhận xét rằng, Khách sạn mới sẽ là tiêu điểm của cộng đồng, mở rộng danh mục đầu tư của khách sạn Lime ở những vị trí tốt nhất trong các thị trường tốt nhất. Thị trưởng Aaron Brockett tuyên bố dự án này góp phần vào việc hồi sinh khu thương mại University Hill và mang lại nguồn thu cho cộng đồng. Quay sang một thông tin khác cho biết là xa lộ liên bang 70 không còn bị phong tỏa. Lực lượng tuần tra xa lộ Colorado vừa bãi bỏ lệnh phong tỏa xa lộ liên bang 70 vào lúc 11 giờ đêm ngày thứ Năm 26 tháng 1. Trước đó, xa lộ phải đóng cửa vì tai nạn giao thông do xe bán tải gây ra gần thành phố Adoho Spring. Thông báo đăng trên trang Twitter của lực lượng tuần tra xa lộ Colorado cho biết, những làn đường đi về phía đông xa lộ của liên bang 70 phải đóng cửa và tất cả các dòng xe cộ lưu thông trên tuyến đường này phải đi qua exit 240 để vào thành phố. Trong khi đó thì hàng loạt các tài xế lái xe thương mại phải chờ đợi tại một nhà ga để có thể giữ trật tự an toàn và phóng dòng xe cộ ra khỏi nơi xảy ra tai nạn. Cơ quan công cộng và sở giao thông vận tải Colorado đã hỗ trợ nhà cảnh sát Ondowah Spring hướng dẫn dòng xe ra khỏi xa lộ liên bang trong thời gian cần phong tỏa nói trên. Quay sang một thông tin khác cho biết là cư dân Colorado chưa được chăm sóc y tế đúng với căn bệnh của họ. Bà Barb Wallace, 83 tuổi, là cư dân của tiểu bang Colorado, bị ung thư buồng trứng chuyển sang giai đoạn 3B, nghĩa là căn bệnh đã lan truyền sang các cơ quan khác trong người của bà. Trong thời đại dịch, bà không thể đi điều trị ở những nơi xa, cũng không biết là thời điểm nào căn bệnh hết thuốc chữa. Nhưng nếu được chẩn đoán sớm hơn, có thể giúp cho bà tránh được viễn cảnh phải tiếp tục chịu đựng những cơn đau vì bệnh cũ tái phát, bà cho biết. Thời đại dịch bị đầy hơi trong bao tử không phải là điều khiến cho các bác sĩ phải lo ngại, nhưng trường hợp của bà Wallace thực sự đáng lưu ý vì đã chuyển sang giai đoạn 3B là một chu kỳ vô tận cho đến khi bà qua đời hiện nay vẫn chưa biết có bao nhiêu cư dân Colorado phải rơi vào hoàn cảnh tương tự hay cũng bị những căn bệnh nan y như bà Wallace, nhưng không được điều trị trong thời đại dịch. Và cho đến hôm nay thì họ vẫn không được chăm sóc sức khỏe đúng mức để bù đắp cho những thiếu thốn phải gánh chịu trong thời Covid-19. Tiếp nối với bản tin cho biết là tòa nhà lịch sử Denver giúp học sinh đi đúng phương hướng để tốt nghiệp. Trường cộng đồng Bridge Up khai giảng vào năm 2015 là trường trung học bán công giúp cho các học sinh có nơi để học tập. Trường cũng là một phần thuộc hệ thống khu công lập Denver có sứ mệnh thu hút học sinh bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học sẽ hỗ trợ các em trở lại nhà trường hoàn thành chương trình 12 năm và thi bằng tốt nghiệp trung học. Năm 2017, trường cộng đồng Read Up chuyển đến địa điểm mới tại số 2342 đường Broadway, ngay trung tâm thành phố Denver. Đây là tòa nhà lịch sử có truyền thống lâu đời trong việc giúp đỡ và phục vụ người khác. Hiệu trưởng Karen Amy nói rằng họ thuê tòa nhà của Hiệp hội Bảo vệ Nhân viên Cứu hỏa Denver. Đây là nơi để xe và cũng là nơi sản xuất xe cho nhân viên cứu hỏa. Hiệp hội chọn lựa người cho thuê vì muốn tòa nhà là nơi tiếp tục thực hiện những công việc phục vụ công chúng. Địa điểm mới có những lớp học bằng gạch và sàn gỗ giúp cho học sinh cảm nhận được sự ưu ái chào đón. Các lớp học thường có không gian nhỏ vừa đủ cho một nhóm 15 người. Trường cộng đồng Rise Up cũng miễn phí cho 120 học sinh đang theo học, giúp họ có thể thi tốt nghiệp vì có những hoàn cảnh gia đình khó khăn.